Cột điện nằm trong lòng đường, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn lưu thông của người và phương tiện là tình trạng diễn ra từ nhiều năm nay tại thành phố Vinh. Vâng, và cử tri nhiều phường xã đã kiến nghị phản ánh lên chính quyền, các ngành chức năng thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên thì vấn đề vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để. Với chiều dài khoảng gần 1 km, đoạn đường Ngô Đức Mai đi qua các xóm 1, 2, 3 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân xã Hưng Chính. Mặt đường rộng khoảng chừng 6 mét, tuy nhiên trên suốt chiều dài của tuyến là hàng cột điện nằm tràn ra lòng đường. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Thực trạng này đã tồn tại hàng chục năm nay. Đã nhiều lần phản ánh rồi, cả hội đồng thành phố chúng tôi cũng phản ánh, mà họp dân chúng tôi cũng phản ánh, hứa mà chưa làm được, cho nên là đề nghị ở cấp trên để giải tỏa nhổ hết cột điện ở trên mặt đường khỏi ảnh hưởng giao thông. Hiện nay là cái việc quan tâm đến cái công việc này là cũng chưa được là thấu đáo. Và qua cái công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao vừa qua đấy, thì chúng tôi là có kiến nghị với cơ quan điện lực, với VNPT, cũng như báo cáo thành phố mới nhất là cái báo cáo về cái việc là cái lòng lề đường cũng như cái sự ảnh hưởng của cái các cái hệ thống điện thống này, điện lực này, thì chúng tôi đã rất mong là có những cái sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên để chúng ta có thể là xử lý cái tình trạng này dứt điểm. Không chỉ là câu chuyện ở các xã vùng ven, tại các phường nằm nội đô, tình trạng cột điện nằm ở lòng lề đường cũng diễn ra phổ biến. Ngay trước cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi thuộc phường Quán Bào là ba cột điện đã án ngữ hơn 15 năm nay. Đầu năm 2024, ba cột điện mới đã được dựng lên để chuẩn bị cho di rời đường dây và tháo dỡ cột điện cũ. Làm từ trong năm bây giờ hiện nay kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Và chúng tôi cũng rất mong là ở trong khối chúng tôi muốn là cái văn minh đô thị nó ngày càng phát triển, đồng thời là khẩn trương dời cho hai ba cái cột điện trước cửa trường tiểu học Nguyễn Trãi. Việc phát sinh tình trạng cột điện nằm trên lòng các đường giao thông xuất phát từ quá trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, mở rộng lòng lề đường tại các phường xã. Từ năm 2015, thành phố Vinh đã thực hiện dự án di rời cột điện giai đoạn 1. Đến giữa năm 2023, dự án giai đoạn 2 tiếp tục triển khai để di rời 144 cột điện hạ thế và 6 cột điện trung thế. Chúng tôi đã hoàn thành công tác xây dựng mới và lưới điện hạ thế thì đến nay đã sang lưới được khoảng 90% và hạ cột thu hồi dây được khoảng hơn 40%. Còn riêng về các cột điện hệ thống lưới điện trung thế thì chúng tôi đã làm việc với ngành điện và để thực hiện cái công việc đóng cắt điện và sang lưới điện để hạ các cột điện tồn tại. Trên thực tế vẫn còn rất nhiều địa bàn sau quá trình rà soát thống kê để lập dự án di rời cột điện giai đoạn 2 vẫn để sót, dẫn đến tình trạng người dân tiếp tục kiến nghị phản ánh lên chính quyền thành phố Vinh. Cái này thì thành phố tiếp tục chỉ đạo giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị đầu mối làm việc với tất cả phường xã thống kê xem trên thành phố còn bao nhiêu cột điện và di rời gây mất an toàn để làm cho chú toàn tất cả mọi việc thì có thể là mình phải lập một dự án mới và ra soát lại. Và sau cái dự án này nếu các tuyến đường mà tiếp tục có cột điện nằm lề đường khi các chủ đầu tư là phường xã mà chỉnh trang còn đề soát thì chợ các xã phường xã phải chịu trách nhiệm phải bỏ kinh phí ra làm. Việc di rời đường dây sang hệ thống cột điện mới, thu hồi cột điện cũ đang phụ thuộc vào điện lực thành phố Vinh. Do hiện nay đang là cao điểm nắng nóng, lịch cắt đóng điện phải được tính toán, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trong quá trình tìm hiểu phản ánh thực tế, không chỉ có các cột truyền tải điện sinh hoạt, trên một số trục đường chính thì vẫn còn tình trạng một số cột điện thắp sáng lắp đặt bất hợp lý. Cột điện thắp sáng trên đường Hắc Đế ngay trước cổng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi là một ví dụ cụ thể. Thiết nghĩ chính quyền thành phố Vinh cần phải sớm rà soát để điều chỉnh di dời đến vị trí phù hợp hơn.